sẽ nói về bài thuốc đông y điều trị ung thư lưỡi. Ung thư lưỡi là một trong những loại ung thư thường gặp nhất ở vùng miệng và lưỡi. Ban đầu, bệnh không có biểu hiện rõ ràng nên dễ bị xem nhẹ. Ung thư lưỡi là bệnh thường gặp, phát sinh từ sự biến đổi ác tính biểu mô phủ lưỡi hoặc các mô liên kết cấu trúc lưỡi. Nguyên nhân, hầu hết các trường hợp ung thư lưỡi không tìm được nguyên nhân gây bệnh, nhưng người ta thấy rằng một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh gồm hút thuốc lá, rượu, nhai trầu, tình trạng vệ sinh răng miệng kém, nhiễm virus HPV, chế độ dinh dưỡng thiếu vitamin A, E, D, sắt, hoa quả. Bài thuốc đông y chữa ung thư lưỡi. Bán chi liên, bạch hoa xà tiến thảo, kim ngân hoa, sáo tam phân, trần bì, đẳng sâm, đương quy, đan sâm, hoàng kỳ, xuyên khung, liên kiều, bồ công anh, sơn tử cô, sơn giáp châu, ngẫu tiết, hoàng liên, kê nội kim, chi tử, kỵ tử, tam thất, cam thảo. Ngày một thang sắc uống, uống liên tục sẽ cho kết quả khả quan. Giai đoạn cuối với các triệu chứng khó nuốt, khó nói chuyện, lưỡi lở loét, phồng rộp, sắc mặt kém tươi, hồi hộp, mọc nhiều, ăn kém, mạch nhược, sắc lưỡi nhạt là chứng tâm lý hư tổn cần bổ dưỡng tâm lý. Dùng bài quy tỳ gia giảm. Bài thuốc bao gồm cam thảo 4g, hoàng kỳ 12g, đẳng sâm 16g, long nhãn 12g, thục địa 20g, đương quy 12g, mộc hương 6g, viện trí 8g, táo nhân 8g, sinh khương 5g, bạch tuột 12g, phục thần 8g, sắc uống ngày một thang. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui khỏe mỗi ngày.